rất là vắng luôn ha. À, nhà xe siêu thị Aeon quận Bình Tân là hồi nãy chỗ giữ xe quá trời đầy, chứ đi quẹo xuống đây mà nãy nó không có quay xuống trên quẹo xuống xuống dưới đây à, nhìn cũng đẹp á, không có chiếc xe nữa chứ. Mình hầm rồi cũng đẹp đấy. Có người á hả? Trời ơi, có dừng lộn được, cái ngồi với cái chiếc xe mà thổi luôn nha, lúc mà đi về á. Quá trời luôn, là nó vắng. Hôm nay đông ha. Hôm nãy quẹo xuống không có đông luôn. Là vắng luôn chứ không có đông gì, không có người luôn. Rồi à, tắt máy cả nhà ơi. Để em xả ngần đầu xe, bước xuống xe. Quay vòng ra. Cái này đi được rồi. Đi vô nè, giờ mình đi vô. À, cả nhà. Nó quay sơ cái chỗ giữ xe. Ở đây là hầm xe. Hồi trước giờ Ngân đi siêu thị này là không có gửi xe với hầm. Chỉ có bữa nay riêng biệt là bữa nay quá đông mà. Bữa nay là ngày 19 tháng 11. Ngày mơi là ngày 20 tháng 11 có cả nhà, là ngày bữa nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Bình thường cuối tuần thì Ngân đi thì cũng không có khi nào mà gửi xe xuống dưới hầm vậy chứ. Gửi khúc trên không ạ. À. Bữa nay là không biết sao mà đông dữ không biết. Chào cả nhà nha. Bữa nay là ngày 19 tháng 11 là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai đứa, kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Vợ chồng Ngân cưới nhau hồi tháng 11 năm 2011. Giờ kỷ niệm ngày cưới hai chồng mà đi chơi nói chung không có nấu nướng nấu ăn gì thì ngủ như nhau vô trong Aeon chơi. Có mua gì mua rồi ăn uống vậy thôi à, cũng đơn giản. Ủa anh, hồi nãy có để ý cái chỗ giữ xe mình à? Đó em quay rồi đó. Em có quay đâu? Em quay vòng vòng vậy là được rồi. À, ý là hồi nãy em không có để ý, người ta có cái đánh dấu ký hiệu hết trơn. Ủa, tự nhiên họ đánh dấu, họ đi kiếm thuốc bán đồ ăn hả? Coi xu chừng đi lạc anh, em không có đi lạc đâu, anh cặp cổ em, không cặp cổ con kìa. Đi ra đi. Cái đầu mới giờ nó nguy hiểm ra, nó sẹp lét mà trời, giống như là cái tàu lá chuối, nó sẹp như cái tàu lá chuối vậy. Rồi, kiếm đồ ăn, đồ uống nè cả nhà. Ăn cái gì đó. Cái gì? Kêu ăn trước rồi lên trước lầu đi, mua đồ. Trứng cút, khoai lang, rồi trứng gà luộc. Xôi mặn mà. Có ai kỷ niệm ngày cưới thì ăn xôi mặn không? Đang nói đùa nha cả nhà, chứ mình muốn ăn gì mình ăn ha. Ở đây nó bán đầy đủ hết trơn. Ăn gì cũng có. Nói chung là Ngân với em xã Ngân đi siêu thị này hoài à. Bữa nay Ngân tính không có quay luôn á. Mà thôi cũng quay một chút làm kỷ niệm. Giữ lại làm kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. 12 năm ngày cưới. Cưới năm 2011, năm nay là 2023 rồi. Thì được 12 năm rồi. Tu năm nay lên lớp 6 rồi. Cái này là mì xào. Ủa, cô ăn cơm cuộn hả? Ủa, con ăn chung với ba mẹ luôn hả? Ừ, thì là có mấy hàng tiết rồi. Nhìn người ta làm cái màu sắc rồi vô hộp á, nhìn mình thấy thèm ha cả nhà. Nhìn nó thấy thèm ghê, món nào nhìn thấy thèm ghê. Đùi gà. Ủa này ngon. Mâm vàng 108.000. Thôi mẹ này rẻ lắm. Khoai tây chiên. Rồi mực chiên. Thôi.
con muốn ăn gì con lấy đi. Cái này là bánh bánh đặc thù đó hả con? Coi chừng ngán nha. Hôm nay ăn rồi ngon. Có ăn rồi hả? Ăn nào hay vậy? Ăn rồi lâu ăn đó, không ăn. Hai cha con nó kêu được rồi, con không kêu luôn, ăn cái này phải không? Xúc xích tươi cây vậy à, tùy giá 20.000 hay mấy ngàn gì đó, hay gì có nhiều giá không? Cái đó là cái gì vậy? Đó đó hả? Có phô mai không con? Cái đó là có phô mai không? Có phô mai cái sợi không? Vậy thôi, đúng không? Cái gì? Thanh cua. Mấy cái này là mấy bạn nhỏ cũng mê đó, mà người lớn cũng mê luôn. Rôm chiên. Cái này giang hầu thôi. Cái này là thanh cua chiên bột. Quá nhiều. Sao vậy nhiêu? Giá nè. Cái này quá gì vậy? 4.700 nó đó con. Một cục hay một sâu? Một cây á. Một cây vậy hả? Tụi con cuốn này thôi đủ. Xin lúc xích ra. Cởi ra hay cho con cởi ra để mà lỡ hết này. Hello. Con quen rồi, nói chuyện với mẹ hello được, nói chuyện với cả nhà cũng hello rồi. Chị gầy nha con. Cái quen nói chuyện với con là hay dùng từ hello. Nói gì cũng hello, không nói cũng hello, hỏi nó gì cũng hello, trả lời là hello, gì cũng hello. Mua gì thì cũng xếp hàng vậy đó, bị đông quá, xếp hàng dài dài dọc dọc bên đây rồi qua bên kia, nhà ông xã nó cũng đứng đây xếp hàng luôn. Mua gì cũng xếp hàng, đông dữ đó. Rất là thích đi siêu thị này, cực kỳ đồ ăn nhiều luôn á cả nhà. Siêu thị On ở Bình Tân là nhiều đồ ăn hơn ở bên Tân Phú luôn, rất là nhiều đồ ăn, hình như là nhiều đồ ăn hơn tất cả các siêu thị luôn á. Ngân theo Ngân thấy vậy á, tại vì hồi đó giờ Ngân với ông xã Ngân rất là thích đi siêu thị, nói chung là đi siêu thị ăn uống rồi này kia, là đi siêu tầm, đi siêu thị nào hình như cũng có đi hết trơn, khoái đi siêu thị đó. Cho nên là cũng thấy siêu thị này là rất là nhiều đồ ăn, bánh mì rồi tất cả các loại đồ ăn ở các miền, miền Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Tây gì đó, rất là nhiều đồ ăn. Hai cha con rất là nhìn nhà, cái quầy sushi cũng thấy ngon quá chừng luôn á, 98.000 thôi, 98.000 ngon quá trời luôn. Có bột tủ và gói cơm, cuốn cơm hay đắp cơm gì đó. Không à, cũng ít ăn mấy món này đó nha. Có cá hồi, có một cá hồi 186. Có nhiều để mà mua. Rất là nhiều, có giật cái này nó cái nè. Còn này nó giật trơn. Hai cha con nó xếp hàng nãy giờ cũng là được 10 phút rồi đó. Rồi em bé thấy thương, hết sức không? Đây mình coi tính tiền nha.
con su tổng cộng là 204.000 204.880 và 205.000. Để cái quầy đồ ăn thường mình ăn đó là chỗ nào quên rồi ta? Chỗ nào quên rồi? Đi hoài mà quên ta kìa. Siêu thị mối ruột luôn á. Đồ ăn. Bắp nấu, bắp nếp với bắp mỹ. Cái nhiêu ta? Cái 11.700 đồng. Thái Lan 10.000 hai củ. Cái gì đâu con, tại bé nó lịch sự ghê luôn. Cái chuyện á, thấy con quay á, cái nó lỡ đụng tay vô, nó sợ cản máy quay á, cái nó nói con xin lỗi cô, trời dễ thương. Ủa hay cho con nó bắt tiêu ta, chắc cái lối ăn uống bên này ở đây nè, lối mà mình ngồi mình ăn á cả nhà, rồi có ghế bàn rồi mình ngồi ăn, còn nguyên mỗi khu vực này toàn đồ ăn thôi, nước uống, chè, bãi giờ đồ ăn luôn. Thôi để đỡ mất thời gian của cả nhà, mình qua đây mình ăn đi. Đây nè, quay sơ sơ cả nhà xem chút nữa nha, gà luộc, gà hấp xả lá chanh. Đây là 147.000 một cây vậy nè. Có bún, bánh hỏi chả gì đó, gà quá trời luôn, gỏi ngó sen nữa. Thôi đi qua đây nha, đi qua đây ăn nha cả nhà. Đông lắm. Nước uống, trà sữa, chạy dưỡng nhiên. Cái này là chắc đứng ăn luôn rồi em ơi. Hả? Hay là mình lên, cái này đồ khô không hả? Đồ khô, mình lên. Hay là mình ghê ghế, lên ghế mình ngồi ăn đi. Lên ghế bằng bằng đá hả? Ủa cái ghế trên lầu á. Có ghế không? Ở đó có ghế ngồi không? Lên lầu ngồi hả? Hay lên lầu ngồi đi ha. Lên lầu ngồi. Lên lầu ngồi quá trời. Đi lên lầu, nhà Kim lên lầu kiếm chỗ ngồi. Ở trên lầu thường người ta cũng có để mấy cái ghế ngoài để cho mình ngồi mình ăn uống, mình nghỉ mệt nữa. Siêu thị này rộng lớn, bên đây bán bánh mì đủ các loại bánh, bánh mì, bánh bông lan, bánh xôi kem, rất là nhiều bánh ngọt. Ngon với em sợ, hay mua bánh mì bên đây nè, bánh su ưa bánh mì bên đây nè, thích ăn ở đây lắm. Quá trời đông ha. Người ta bán đồ xe quá trời. Giày, áo. Giá mình triệu rưỡi, triệu rưỡi đâu hả? Rẻ rẻ quá à. Thấy cũng được á, muôn đôi đi anh. Dép khổng lồ luôn á. Nó bự. Anh là dép mà dám vậy, anh mang dừa lắm anh. Hả? Chân anh dám mang dừa lắm á.
chân nó giống như là chân tượng, chân nó là dâu. Trời ơi. Lên lầu ăn xong rồi mua đồ luôn. Chút ghé cái shop đồ này mình mua luôn nha cả nhà. Đồ bán rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là thời trang. Ai mà ốm ốm mà cao cao vô đây mua đồ nhiều đẹp lắm. Tại vì cái tướng con hơi thấp nên khó mua đồ, nhưng mà vô đây vẫn mua được nha. Rất là phái mua ở đây nè, shop này nè. Phái lắm. Rồi qua đây kiếm chỗ ăn nha cả nhà, kiếm chỗ ngồi ăn chứ. Ngân với ông xã Ngân có cái sở thích giống nhau, thích đi chơi, đi ăn uống, ngồi la cài vậy đó. Kỷ niệm ngày cưới của hai đứa này cả nhà, bữa nay mua đồ ăn ngồi ăn vậy đó. Nãy không có đem cái cây quay, tại vì cũng không có định quay nữa. Đâu có tổ chức cái gì lớn lao đâu. Thôi cũng quay một chút làm kỷ niệm. 10 năm sau, 20 năm sau mình coi lại. Để hỏi Trang đi con. Nãy có cho tương ớt không má? Anh cho con mày mua đồ chiên không? Ớt mẹ đồ cái gì? Mấy cây này cây gì ha anh biết không? Cây giả mà. Thiệt hay giả? Thiệt mà. Cây này cây thiệt ba ơi. Người ta trồng có đất đồ đàng hoàng kìa. Cái lá thiệt như cả nhà, cây thiệt như cả nhà. Nè. Cây thiệt. Nhìn sao qua cây giả vậy trời. Cái đầu nó rối quá cả nhà. Có cái lược xi cua trong cái bóp nè. Chạy đầu cái cây. Tiếp không? Mực cả con, bạch tuộc vậy hả? Cơ bạch tuộc á hả? Bột giòn giòn thơm thơm, rau bạch tuộc dây dây giòn giòn, nghe mùi tương ớt kết hợp vô ăn cũng ngon. Món ăn bằng rất là ngon mà cũng no cả nhà. Cái món mà bạch tuộc mà chiên với bột á, nó làm mình no luôn á. Này ăn mình ăn mấy món này mình no luôn á ha. Ăn giữa ăn chơi nhưng mà cũng no luôn á. Mực hải sản rồi mà sao làm vậy nó ăn được nè. Chiên bột mà dễ ăn hả? Cái chiên bột nó thơm, nó dụ, nó dụ nít. Nè. Quét. Ăn đồ chiên rồi tối về uống nước bưởi nha hai cho con. Đúng rồi mà. Còn ở nhà còn á, 12 ly luôn, em làm. À bưởi năm roi. Bưởi của mẹ con gửi vô quê lên. Cho miếng ơi. Yên tâm. Mà cả nhà ăn với nhà của Ngân nha. Nãy Ngân quên mời cái ông xã Ngân đút vô họng rồi. Cái Ngân mời vừa ăn vừa nói hơi kỳ nên giờ mời lại. Tôi cho mẹ ăn thử cái này. Cái hộp giống như tiền con 29.000 hộp hả? 29.400 đồng hộp. Con thử ăn không hả? Cái này chấm tương ớt không? Gắp tương ớt chưa? Có kén tay dầu mỡ mà. Kêu ba mỡ chưa? Thank you.
chưa kịp quay con luôn á. Anh nó coi múc ba cái nó khoái cả nhà, nó ăn phong cách ăn cũng giống như người Hàn Quốc nữa. Trời đất ơi, bỏ vô cái họng cái ngọn cái ăn thấy thèm luôn á trời. Giống bánh còng quá vậy. Bạch tuộc, vô bạch tuộc. Ủa, mực ống hả? À, mực ống, mực ống. Đâu con bóc cái cục cơm cuộn ơi, con ăn lại cái cho mẹ coi coi. Chưa. Mặc dù kịp quay luôn á. Này có cà gớt. Cái gì ta? Dưa leo hả? Còn cái vàng vàng nó là cái gì ta? Đu đủ hả cái gì? Trứng xúc xích. Nhân đón đại nhân ở nhà. Không biết cái vàng vàng nó là cái gì luôn á. Chắc khoai tây quá. Ha. Không. À, vàng vàng nè. Không. Hả? Không. Hả? Này cái vàng vàng. Chắc khoai tây quá. Này nè. Cái cục này nè. Ba mẹ không thấy đường ở đây, em chỉ cái cục á, không thấy đường à. Đó là cục muối á. Không phải con, không phải cả nhà. À, nó chua hả? Chua chua hả? Để ăn ăn thử nha. Sành điệu lắm. Ủa? Dở kỳ quá. Tính tốt hơn nữa hả? Không phải được. Nó bột quá anh hả? Nhiều chua chua, giống cái gì nó chua ta. Nó giống cái muối. Chắc cũng khỏi của người Hàn Quốc hay là người Nhật nữa hả? Không biết nữa, mà không thấy là giống như chua chua Việt Nam mình nhỉ? Chua chua ngọt ngọt đậm đậm không? Mà đều phải thịt tương ớt vô ăn nó đậm đà không? Mình ăn vậy nó hơn chua nhạt, nhưng mà mình cảm nhận được cái vị cơm với cái vị rau củ. Cơm dẻo, thơm mùi lông biển và rau củ nó giòn nó ngọt. Chua chua. Nguyên đống đồ ăn nó cho có hai bịch tương ớt à. Có phô mai không con? Thế giờ chúng ta chiên bột với phô mai. Trời ơi. Bà biểu cảm mặt của bà kìa. Cái cái bạn miếng nè. Đó, cái miếng đầu tiên á. Rồi mời cả nhà nha. Lộn luôn. Ừ. Như mẹ chưa ăn cái món đó bao giờ luôn á. Cho mẹ một khúc này nha. Cho mẹ miếng tương ớt đi. Cho tương cà nha. Tương cà hả? Mình có gì ăn đỡ đó đi hết rồi. Cái điện thoại nó mờ mờ ta.
quay kỹ cái khúc này mà không có mờ nè. Cục này ăn ngon không? Cái này là cái gì? Cái gì nữa mà cái này thường không ngon à? À không bằng, không bằng. Nó tạm thôi phải không? Ăn giữa đây nhiều lắm á, ăn không tới. Ăn bự ra. Cái họng nó thổi đá hơn cái họng thổi nữa, không có thổi được. Xé ra. Rộng quá ơi. Rộng quá, rộng quá. Chưa đâu. Cái họng nó ngã quá. Bây giờ mình ăn cái này mình phải ăn cái chút chót chót quá. Chai nước mẹ đem theo nè nha con, không nước ăn cái này không nước không. Còn này là bánh bạch tuộc hả? Còn kêu tên gọi nó là cái gì nữa con? Takoyaki à? Phải không? Phải mẹ nói đúng không? Takoyaki chứ không phải Takoyaki nha cả nhà. Tại Ngân Ngân làm lố vậy á, Ngân nói lố vậy á. Rồi, ăn tiếp miếng cơm cơm cuộn. Cái này là gọi là kim bọc hay là kim bắp anh? Lúa quá lúa. Ở đó giờ ở miền Tây mà tối ngày ăn kho quẹt với canh chua với mắm chưng, mắm kho rồi mắm trộn rồi với làm gì mà ăn mấy món Tây, món nước ngoài, món Hàn Quốc, món Nhật rồi đâu, ít ăn lắm. Có xu nó hay ăn đi, hay đi ăn thường. À, có sốt mayonnaise nha. Còn này là cái gì ta? Bào ngư bào. Bào ngư bào hả? Bào ra. Bào ngư mày thấy giống như bánh bánh cua, bánh đa cua, bánh gì ta, bánh gì anh? Hai phải bánh đa cua hả? Bào ngư thì chắc là bào cù lao rồi. Này giống bắp chuối bào á, chuối cây bào. Nó đùa cho vui nha cả nhà, chứ cái đó người ta để gì mình không biết nữa, tại nó chơi vậy. Ngon không con? Ăn thử cái này nha. Ăn gì đủ đô không ta? Thôi không ăn nữa đâu em ơi. Thấy cũng bình thường. Chỗ bữa mua mà không có mê lắm.
là bột, bột với nước sốt thôi. Sao bánh bạch tuộc mà không có con bạch tuộc này ha, không có miếng bạch tuộc ha. Cả nhà nhìn xem xả ngon kìa. Anh gọi anh tê chân cái giờ anh lê lết cái chân anh kìa. Đi dục ghé, kiếm chỗ đi dục ghé mà cái chân cũng lê kìa. Nhìn chân ba rồi sao. Đồ đẹp lắm luôn á cả nhà. Nón và giày dép túi xách. Hồi nãy con ngồi góc đây nè. Rồi mình đi qua đây. Với anh xã sẽ ghé xếp đồ này. Đây là đồ nữ, đồ nam phía trong kia. Ok, ngon kìa. Cái thùng rác đã kìa. Rồi quay sơ sơ cho cả nhà xem shop quần áo, quay sơ sơ thôi rồi ngon không có quay kỹ nha cả nhà, để vô lựa đồ một chút nha. Ngon vô lựa đồ, nhiều khi ngon quay rồi cái ngon có tập trung lựa đồ. Ngon xu thấy đồ nó mê kìa. Cả nhà nhìn là đồ người ta treo trong hình quá trời đẹp luôn ha. Vậy chứ mà nhìn khi con thấy treo trong hình đẹp với con lấy xuống nâng bận thì nó không hợp với dáng của con. Tại vì thường thường treo trong hình là những người mẫu cao cao, mặc đồ cao cao mới đẹp. Mà mình tướng mình thấp. Nhiều khi cũng tiếc nuối vậy lắm, tiếc náo vậy lắm. Thấy mà người mẫu mặc đồ đẹp mà mình mặc không được thì tức. Quá trời đông. Người đi qua đây lại, đi qua lại. Đông thấy khủng luôn. Đồ hồi nãy thì cuối cùng mẹ con cũng không có lựa được, nhưng mà bé Xu thì lựa được cái áo. Bây giờ mình kiếm đường đi xuống bãi giữ xe rồi đi về, mà quên cái bãi chỗ hồi nãy mình đi lên rồi, giờ đi kiếm do đây dễ bị lạc, bị lạc cái chỗ mà mình gửi xe hay quên, nó nhiều lối đi lắm. Đúng chỗ rồi phải không? Nó quẹo xuống ở đây nè. Nói gì nữa. Bà Xu hồi đó là bỏ bả vô xe đó đẩy á cả nhà. Giờ hết đẩy nổi rồi, hết đẩy được rồi. Bà nhỏ đi bỏ cho bà ngồi đây nè. Rồi, nghe lấy xe nha cả nhà. Trước khi mà mình gửi xe mình nhớ cái mấy cái ký hiệu này nè. Mấy cái ký hiệu trên cái cột này để hồi mình nhớ chỗ mình lấy xe. Cái điện thoại nó mờ dữ vậy trời, không có dám ngừng lại ở xa tao chạy tới. Rồi hết rồi, hết mờ rồi đó. Rồi chưa nào ra trời. Hết nhớ đường đi. Hồi nãy mình đi vô mình chạy lạng quá trời luôn. Hồi nãy nhớ chừng này nè, anh đây và anh đây nè, phải không? Nè có chữ lối ra kìa. Rồi vâng. Hello. Tiếng ba gian vọng luôn á. Tôi nói hello thử coi. Má ơi. Cặp đôi rồi. Đậu xe quá trời, không ngoài vắng ha.
Sao cái giọng của anh nó gì, nó giọng giọng không giọng của em thì nó bình thường. Rồi giờ mình đi ra là mình chạy theo cái hướng đi lên, là đã mình chạy có dốc đi xuống, giờ mình có cái dốc đi lên này. Tưởng tượng mà gửi xe mà hết cái hầm này chắc siêu thị đông cũng gần lắm anh. Thật luôn, thật luôn. Siêu thị Aeon xong rồi hai chồng chưa chịu về, giờ ghé Vạn Hạnh Mall là cả nhà. Giờ hai chồng ngồi đợi xu lựa sách, lựa thiệp mừng sinh nhật gì, chúc mừng bạn sinh nhật của gì của bé Su đó, ngày mới á, ngày mới là tới ngày sinh nhật của bạn bé Su. Nó lựa đồ. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới. Bây giờ thì cũng không biết nói gì cả nhà. Nói chung là chủ yếu hai chồng đi chơi đi dạo vui vẻ, hay vui vẻ là được rồi. Cái gì vậy? Cái gì vui vẻ vậy? Giống như show TS vậy. Vui vẻ nha cả nhà. Cái gì show TS hả? Ừ? Đấy, show TS mà anh cứ kêu show TS quá. Coi anh chăn bò kia ngày thấy cũng vui, mình thấy cũng mắc cười. Cái gì? Bạn đẹp trai và bạn đẹp gái tạo cho mình cái năng lượng tích cực á cả nhà, lúc nào nói chuyện cũng vui vẻ. Rồi anh có gì nói với em không? Em kết thúc video luôn nha. Bạn ngày luôn luôn. Hôm nay không biết đây. Rồi Hương chúc không chúc bạn qua thiên hạ. Thôi. 1.000 tỷ khán giả đang coi mình kìa. Đây. 1.000 khán giả nè cả nhà, rồi khán giả trên TV nữa. Nhà sách lớn lắm, nhà sách Phương Nam ở trong siêu thị Vạn Hạnh Mall á. Đây là tầng không biết tầng thứ mấy luôn. Tầng 3 hả? Với tầng tạ mình đi lên mấy tầng á. Đâu chứ không biết. Giờ người ta đi hết rồi, đi bớt rồi đâu. Ôi. Nó đã. Rồi. Cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video muốn ăn nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cả nhà. Đi Su rồi, Su không thấy. Su đi kiếm thiệp. Thiệp chúc mừng sinh nhật của bạn Su. Có hôm ngày sinh nhật của Su, bạn Su tặng Su rồi, và tới Su tặng lại. Nói chung là muốn quay thì biết bao nhiêu cái để quay, cả nhà sách lớn lắm, nhưng mà Ngân cũng chỉ quay sơ thôi. Bán rất là nhiều đồ luôn. Ở đây là phía trong, còn phía ngoài nữa đó. Có cái chỗ để mình ngồi dễ thương, hồi nãy Ngân với em xã ngồi trong cái lồng tròn đó, mà phía bên kia quẹo quanh đây. Nãy giờ Ngân quay video cũng hơi dài rồi, cho nên là cũng cắt video, nhiều khi không có thời gian làm nó cực quá, cũng ngán, thì lu bu công chuyện. Rồi có chưa con? Su hỏi Ngân là mẹ chọn cái nào đẹp thì Ngân thấy Ngân thích cái này hơn. Này thì con à. Ông xã Ngân kêu là tặng cái cục chó gặm xương đâu. Cục nào mà chó gặm xương đâu trời. Ở đây cũng tặng được mà. Su ơi. Có trường đi lạc với mẹ con. Ngân tính tiền. Em con thấy mấy giờ mở mắt chưa?
cái lồng không? Không thấy rõ cái khoảng cách ngắn. Ê, đưa cái con cầm đó cho mẹ, con cầm vậy sao con chụp được? Cầm được mà. Em con. Không biết nữa. Trời ơi, diễn nè. Không biết nữa. Nãy ăn đồ chiên ngán rồi, về về hấp thêm tô hủ tiếu gói. Hủ tiếu gói anh? Hủ tiếu gói nghe mùi thơm hấp dẫn. Xui thèm rồi. 9:30 rồi. Tôi cầm mấy miếng mì mà ăn.